Bình thường bất tử, các người hãy phát huy tinh thần. Tinh thần cái gì? Cái gì tinh thần? Ta cho người nói hết rồi. Tinh thần cái gì? Tinh thần bất tử. Người tới đây làm gì? Có biết nguy hiểm hay không nhóc con? Ta biết họ muốn đối phó Giang Ngộ không, nên ta tới giúp đỡ. Ta đã nói tới cùng nhà tới cứu dân làng. Nam tử hán nói thì phải giữ lời. Thằng nhóc này, cái đồ nhóc con, cầm một cây ná với viên đá là dám tới đối phó với ta hay sao? Nếu một cây ná với viên hổ nguyên với đích tròn thì sao đây? Hả? Ngươi nói muốn làm nam tử hán đại trượng phu mà. Lần này nhường ngươi. Bắn nó đi. Phá bồng thú vậy lần đầu tiên ta mới thấy đó. Nhóc con, Tôn Ngộ Không chính thức tuyên bố người đã trở thành nam tử hán đại trượng phu thật sự. Nam tử hán đại trượng phu? Từ nay ta sẽ là nam tử hán đại trượng phu, mỹ thiếu tiên thần quan, sứ giả đánh thắng thầy chỉ định của Như Lai Phật Tổ, của Ngọc Hoàng Thượng Đế, Quan Thế Âm Bồ Tát. Đại sư huynh, ngươi ở trên đó làm gì vậy? Sư phụ, đố sư phụ có thấy được cái gì? Con đã thấy Hắc Phong Sơn. Chỗ đó là nơi tụ tập những quan hồn. Sư phụ, không cần sợ. Thánh tăng là cao tăng, tại sao lại sợ chứ? Tuy sư phụ là cao tăng nhưng cái đám ác quỷ đang chờ ổng. Ta đã có cái lưới bắt yêu thương mà không xó, và nước diệt ma hồn phách tiêu tán. Nói nhiều làm gì? Ta thích ma càng nhiều thì ta càng thích. Thấy một đứa thì giết một đứa. Giết. Ta thấy đứa nào thì ta giết đứa đó. Ê, thánh tăng có nói chúng sanh đều có linh tánh, ngươi đâu có thể giết bừa bãi. Hơn nữa ma quỷ này bị ngươi đánh một cái là hồn phách tiêu tán, nếu không được 1000 năm là được không vậy? Tôn chỉ Phật môn là phổ độ chúng sanh, con đâu có thể làm trái ý trời. Sư phụ, họ là ma đó. Được rồi, nhớ rồi. Phải có lòng từ bi, ta nhớ. Ta nhớ. Giống hùng không thể đầu thai, chỉ vì khí quan quá nặng, không thể giải thoát, thiệt là khổ lắm. Như ta đây. Heo mập à, yên lặng chút đi. Lão Trư đừng có chạy. Sư phụ đang giảng vật lý kìa. Lão Trư đừng có chạy mà. Lão Trư chạy mà nè. Nè Lão Trư à, đứng lại. Lão Trư à, đừng có phá đám nữa. Lão Trư đừng có phá đám với Lão Trư à. Nghe ta nói đi. Lão Trư à, đừng có hát. Lão Trư đừng có phá đám mà, đừng có phá đám với Lão Trư. Các con đừng có ồn, ta đang suy nghĩ chuyện đó. Ngộ Không, Ngộ Năng, Ngộ Tĩnh. Có phải Ngộ Không hay không? Ngộ Tĩnh, các ngươi ở đâu? Ngươi muốn thanh tịnh hả? Ta đã biến họ đi hết rồi. Sao ngươi quảng hốt quá vậy? Hả? Đường Tam, ta phải giết ngươi. Ta đưa người tới thế giới cực lạc, người thiệt phải cảm ơn ta nữa đó. Ta là mộng ma đây. Anh
Ta là ân nhân của ngươi. Ta là ân nhân của ngươi. Ta là ân nhân của ngươi đó. Sư phụ, tháp Cung Sơn có nhiều hồn ma lắm, mình đi mau đi. Nếu như tất cả hồn ma đều được luân hồi tái sanh, không còn khí quán ý hận, người nói có phải tốt không? A-di-đà-phật. 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 Đừng, sư phụ đừng đi. Lão Trương, lão Sa. Các người đừng đi, sư phụ à. Sư phụ, biết có nhìn thấy cái gì không? Tháp Phong Sơn đó. Chỗ này là nơi tụ tập những quan hồn, nhưng sư phụ không cần sợ. Tuy sư phụ là thánh tăng, nhưng có cả đám ác quỷ đang chờ ổng. Ta có cái lưới bắt yêu thương mà không sót, và nước diệt ma hồn phách tiêu tán. Sư phụ, đại sư huynh, nhị sư huynh, tổ tổ của nương. Liệu quái gì đây? Tại sao ngăn cản chúng tôi tới Tây Thiền lấy kinh? Ta là mộng ma trong giấc mộng của ngươi. Giới yêu tinh ở Hắc Phong Sơn gọi ta là mộng ma. Mộng ma phải không đây? Tự hổ nguyên bích lý cầu của ta đi. Thánh tăng có nói chúng sanh đều bình đẳng. Ây da. Cô nương, để ta đỡ cô. Tố tố cô nương. Đừng qua đây. Đây đừng có phá ta. Ta là đường tâm tạng mà. Thánh tăng mà người không tin. Sao ngươi lại? Ngươi nói coi. Thánh thần. Tại sao ngươi không phản kháng? Ta trối gợp cũng không đủ sức, làm sao phản kháng? Ngươi không phải là con khỉ, cũng không phải là con heo, không phải là Satan. Như vậy ngươi lại? Ta là đệ tử đi theo thánh thần mà thôi. Ngươi là người phạm. Ngươi đàn bà yếu đuối. Được, ta giữ mạng cho ngươi, để ngươi coi đường tăng bị chết ra sao. Ngươi muốn giết thánh tăng, không được. Không thể được. Vậy thì ta phải cho ngươi ngủ đã. Dưỡng sức đủ rồi, để đưa đám đường tăng. Sư phụ. Thì ra là nằm mơ. Xin chào. Sao trán đổ đầy mồ hôi vậy? Ta nằm ác mộng. Ngươi cũng nằm ác mộng. Ta cũng vậy. Cô cũng nằm ác mộng. Ừ. Ta cũng vậy. Không phải chứ.
Sao lạ vậy? Ta cũng nằm ác mộng đó. Ta nằm mơ thấy có một con quái thú, tay trái của nó có nhiều máu, tay phải thì cầm dao tập kích ta. Thiệt là khủng khiếp. Khủng khiếp quá đi. Ngươi thấy khủng khiếp cái nào? Thiệt là khủng khiếp. Ta mơ thấy tất cả những pháp bảo đều mất hiệu lực. Nếu là thiệt thì chúng ta chết chắc đó. Cơn ác mộng còn nói là phải giết chết Thánh Tần. Nói như là thiệt vậy. Thánh Tần, ngươi nhất định phải cẩn thận. Sư phụ à, có phải giấc mơ của hai người giống nhau không? Có yêu tình giống nhau. May là chỉ nằm mơ thôi. Lạ thiệt. Tại sao mình đều nằm một giấc mơ khủng khiếp vậy? Thánh Tần, trong tay của ngươi là chảy máu. Sư phụ, không lẽ giấc mơ đó là thiệt? Là thiệt cũng được, là giả cũng được. Biến lại kể từ bây giờ. Vì được an toàn, mình đừng có nên ngủ nữa. Câu chuyện ra sao rồi? Còn thiếu một chút. Chỉ một chút. Đáng lẽ ta muốn chém được ta một nhát, nhưng mà lúc đó sức như tôn ngộ không, hắn đột nhiên la lớn, đánh thức hết mọi người. Vậy sao? Coi mọi người thiệt là khéo đổi thừa đó. Một nhát cắt ngay cổ họng của hắn là êm chuyện rồi. Tại người chậm chạp thôi. Dạ, thuộc hạ biết lỗi. Biết lỗi thì về tỉnh ngộ đi. Đại nhân răn dạy thiệt là chính xác. Đủ tử ma mẫu, người nói vậy là gì? Không phải sao? Hôm xưa người nói là người nhất định bắt được Đường Tăng, rồi dành đi đối phó Đường Tăng. Nhưng mà như ta đã dự liệu, người đã bị bại trở về. Nếu không phải Đường Tăng đã thức giấc kịp thời, ta giết hắn rồi. Người ngoài cái việc biết nằm mơ, người còn biết cái gì? Trong giấc mơ, ý chí của mỗi người là yếu đuối nhất, sức đề kháng của mỗi người cũng là yếu nhất. Nếu người là có tài cán thật sự, đâu có cần thừa cơ đột nhập chờ người ta ngủ ngon rồi mới ra tay. Hắc Phong đại nhân, chuyện mà cái tên phế thải này làm không xong sẽ lập tức phái tại với đám bảo bối của ta đi làm nha. Người dám dạy ta làm việc hả? Thuộc hạ không dám. Ta biết lo liệu. Cửu tử ma mẫu, ta kêu ngươi đi dò thám hành tung của Đường Tăng ra sao rồi? Bẩm đại nhân, Đường Tăng đã tới lần cận Hắc Phong Sơn, đã bị ta lén dây lại. Hờ, chúng ta lập tức sẽ có đồ ăn ngon. Nghe nói thịt của Đường Tăng thiệt là thơm ngon. Thơm ngon vô cùng. Hắc Phong đại nhân, xin cho tôi một cơ hội nữa đi. Ngươi đã thất bại một lần rồi. Hắn đã có phòng bị, ngươi còn chắc ăn sao? Trừ phi họ không ngủ, nếu không làm sao thoát được tay của tôi. Nè, anh bạn cưỡi ngựa kia, cái tướng của ngươi có vẻ kỳ lạ đó nha. Bé heo mập, tướng của ngươi cũng lạ lắm mà. Người không giống người, ma không giống ma, còn đi nói sư phụ. Đừng có đẩy hắn nữa, bây giờ thần trí hắn cũng mê man đó mà. Dạ, sư phụ. Ngộ không, tướng của ta có phải thiệt kỳ lạ không? Ai gì đạo Phật, người xuất gia không nói láo, không có. Bây giờ, mắt của ta đã kiệt khô rồi, phải nghĩ cách khác mới được. Dạ, để có đi hỏi láo xa. Ê, đại sư huynh là chuyện gì? Có phải sư phụ làm vậy sẽ không ngủ hay không? Đương nhiên, ngươi nghĩ coi ngủ có cần nhắm mắt không đây? Nhắm. Suy luận theo đà này, không nhắm mắt thì nghĩa là không ngủ. Đúng. Vậy thì kết luận, phải kiếm cái gì đừng để cho sư phụ nhắm mắt lại. Cho dù cái kẹp gỗ đơn giản cũng sẽ hữu hiệu mà. Đúng. Ai dám ngủ đi dụ sư phụ vậy? Ngươi ngó ta làm gì? Sư phụ phá đi thiết kế của ta. Thánh Tần, Thánh Tần hãy tỉnh lại đi. Thánh Tần. Sư phụ. Sư phụ thế nào rồi? Đi cho ta. Sư phụ, như vậy không phải là cách đâu. Cũng tại sư phụ vô dụng thôi. Ta sẽ cố gắng nghĩ cách không ngủ. Không được, nhất định phải tìm cách giải quyết chuyện này. Đâu có cách. Nếu như sư phụ ngủ, chúng ta lấy nước đá để trên đầu của ổng, càng lạnh càng tốt. Ta đổ lên đầu của ngươi vậy có được không? Ngươi nói dùng cách triệt để đó mà. Ta biết tập nước đó là có thể khiến người ta tỉnh táo, nhưng chỉ sợ là sẽ khiến cho Thánh Tăng bị lạnh bị bệnh. Hay là như vậy có được không? Mấy chúng ta thay phiên nhau nói chuyện với Thánh Tăng, vậy là Thánh Tăng không nghĩ tới chuyện buồn ngủ nữa. Qua đề của ta vô duyên lắm. Ta lo chưa nói xong sư phụ đã ngủ vô rồi. Mỗi lần mà sư phụ nói tới Phật lý, sư phụ chưa nói xong thì ta đã ngủ rồi. Thực ra những cách chúng ta nghĩ chỉ là phương pháp trị tiêu thôi, chứ không phải là phương pháp trị bản đâu.
dị bản. Ta hiểu rồi. Sư phụ nói vậy nghĩa là muốn nhắc nhở mình, mình không nhất thiết phải tìm cách trốn tránh nữa, đúng không? Sao có cách gì? Nếu như mộng ma muốn cho mình phải nằm ngủ, vậy thì mình cứ ngủ đi, rồi ta vào trong mộng chơi với hắn. Ta chờ ngươi lâu rồi. Ta cũng chờ ngươi lâu rồi. Bây giờ thiếu được một mối quá đi. Người vốn đâu có đánh lại ta. Có giỏi thì ngày mai đánh tiếp đi. Người có giỏi thì đánh với ta 300 hiệp để phân hơn kém. Có giỏi thì ngày mai trở lại đi. Người có giỏi thì đừng có chạy. Sao đây, kiếm ra mộng ma không hả? Kiếm được chỗ hỏi chưa? Cần giúp người trang bị gì không đây? Phải có gì giúp được hay không? Ta biết rồi. Ở trong mộng, mộng ma vốn không có tồn tại. Cách duy nhất là mình phải tới Hắc Phong Sơn đánh dỗ của nó. Mở cặp mắt lớn ra là không biết ngủ à? Ta không biết ngủ đâu, ta là một con cá tàu không có thể ngủ vô được. Đừng bao giờ ngủ nha, đừng bao giờ ngủ, đừng bao giờ ngủ vô nha. Tấn Tân, ngươi đã hai ngày không có ngủ rồi, ngươi chất dở quá đi. Tấn Tân, đừng có ngủ nha. Cô Tố, cô đã mấy ngày không ngủ rồi, cái chiều này coi như tạm xài được đó. Nè, sư phụ, con dẫn sư phụ lên mây nhà lộn để hóng gió nha. Như vậy sẽ được khỏe hơn nhiều, đi. Hả? Sư phụ đi rồi, chúng ta có thể ngủ. Gối lên mộng viên ương này, ta cứ cảm thấy là không có hoàn mỹ lắm, như là thiếu một cái gì đó. Mây nhà lộn quả nhiên đã khiến cho mình khá hẳn hơn. Coi kìa, coi sư phụ thì biết. Lão Trư, để đại sư huynh đưa người đi hóng gió nha, chịu không? Con mắc mớ tới ta đâu à? Tại người bị như vậy? Con mắc mớ tới ta. Ai đánh người? Hỏi lão xa đi, đi hỏi lão xa đi. Ngô Tĩnh, Ngô Tĩnh, Ngô Tĩnh. Thì xin lỗi nghe sư phụ, ta tận sức rồi. Tôi đố cô đừng đâu. Ông đi hỏi bọn họ đi. Tôn Ngộ Không, hôm nay chỉ là cho người biết tay thôi. Người muốn cốt về tới tốt con nhường thì phải đánh cục mộng ma trước. Phải, còn có cửu tử ma mẫu của chúng tôi, bà đang chờ người tới quyết chiến sanh tử với người. Muốn đối phó ta hả? Đâu có chuyện dễ dàng như vậy chứ. Mấy lần may mắn lắm rồi, nhưng mà người chết thì chắc lần này người chạy không thoát đâu. Có giỏi thì hiện chân thân đánh với ta đi. Hắc Phong Sơn chờ ngươi, có giỏi thì qua đó đi. Quân tử nhất ngôn. Thế nào, mộng ma đã xuất hiện? Sư phụ không sao chứ? Thật không sao, yên tâm. May là đại sư huynh hôm đó nhắc nhở ta về cái gối liên mộng nguyên ương, nối liền hai giấc mộng với nhau. Có người ở trong đó bảo vệ sư phụ, ta yên tâm rồi. Nhưng cũng không phải là phương pháp giải quyết triệt để. Ngộ Không ở trong giấc mơ đối phó với mộng ma, nó cũng bị mệt nhiều lắm. Tạm thời cứ giải dây trước đi, mình đã mệt rồi, ai muốn ngủ trước đây? Ta. Ngộ Năng, ngươi đừng có giành. Ngộ Không với Ngộ Tịnh mấy hôm nay vất vả hơi nhiều, để Ngộ Tịnh nghỉ một hồi nha. Dạ, cảm ơn sư phụ. Đi ngủ. Nhưng mà ta cảm thấy vẫn có một chút gì không ổn. Lo cái gì, tối nay ngủ được thì ngủ đi, đợi dậy rồi mới tính. Ngủ ngon. Ngộ Năng, con hãy ráng đừng có ngủ nha. Hay là vậy đi, để sư phụ kể lại một lần câu chuyện Phật tổ cắt thịt nuôi ó cho con nghe, có chịu không? Đừng mà, không cần đâu, không cần sư phụ à. Con không muốn nghe đâu, đừng. Thiệt là mệt quá cỡ. Thì ra ngủ nhiều quá, con người càng mệt. Ta phải làm sao bây giờ? Đại sư huynh tới phiên ta rồi đó, tới phiên ta.
Cho ta nghỉ ngơi chút đi. Đừng mà, ta lâu không được ngủ rồi. Không được đâu, ta đã kiệt sức lắm rồi, cho ta thức đi. Đại sư Huynh à, không được, không được mà, ta muốn nghỉ ngơi. Buông ra, buông ra, buông ra. Đại sư Huynh à, nhưng cho ta chút mà. Đây là phát minh mới của ta, gối ngủ chung một thể, là chế thành từ cái gối mộng uyên ương. Chỉ cần mấy người chúng ta ngủ chung với nhau, vậy có thể nối liền các giấc mộng lại, tới chừng đó đâu cần sợ gì nữa. Hay quá đi đại sư Huynh à. Lão Tam, nằm xuống đây thử cái trò này nha. Ta phải ngủ rồi. Phải hơn. Cái gối ngủ chung này, muốn kiếm cao thủ lợi hại cách mấy đi giúp đỡ mình cũng được mà. Ngủ đi. Bây giờ lên thiên đình kiếm cao thủ. Trung Quỳ đâu? Kiếm không ra. Nhị Lang Thần, hắn bận lắm. Hào Thiên Huyền, kiếm không được. Thất Tháp Thiên Vương, cũng bận luôn. Tham Lan Tinh, kiếm không được. Tử Hướng Thần, hắn cũng bận. Tứ Đại Kim Cương, kiếm không được. Võ Tinh Quân, quan hệ không tốt, không kiếm. Như vậy tại sao ngươi tới kiếm ta? Quan hệ của mình được khá hơn nhiều. Gặp được ngươi, ta thiệt là mừng ghê lắm. Quan hệ giữa ta và ngươi thì là tốt, nhưng mà ta thiệt bận quá cỡ đi. Vừa bị ngươi bắt gặp chứ không phải ta nhàn hả? Kim Tinh Gia giúp đỡ giùm đi. À, đi đánh mộng mà cả Võ Khúc Tinh Quân cũng làm không nổi. Người tới kiếm Văn Tinh này nên làm cái gì? Nếu người bảo ta giúp người, giúp con gái ta truyền tin tức ca hát thì được. Để ta hát nha, nghe nè. Anh yêu em, anh yêu em, yêu em. Thôi được rồi, không cần em, đâu. Yêu em, đẹp trai, anh yêu em. Đẹp trai, em yêu anh, yêu anh, yêu anh, yêu anh. Anh đẹp trai, yêu anh. Anh yêu anh đẹp. Là gì? Ồ, đây là bảo vật duy nhất của ta, và cũng là bảo vật thứ nhất của ta. Chị quan ngươi đã tặng ta để mà phòng thân. Bây giờ cầm lấy đi. Cái này có thể giúp ngươi đối phó với những quan hồn quỷ quái như thật không giả đó. Cầm lấy xài đi. Mời Kim Tinh Gia. Đừng có sao, ba đã. Còn có chuyện quan trọng căn dặn ngươi đây. Hậu Thiên Bảo Kính là thánh vật của Phật môn, thì phản xạ Phật quang kim đỉnh của Nga Mi ánh sáng tơi nơi. Quang hồn quỷ quái thì đang rã theo mây khói, có thể đánh thông quyết khẩu đi thẳng vào Hắc Phong Sơn. Nhưng mà tới đó rồi phải cẩn thận, Hắc Phong lão yêu có tới muôn ngàn âm binh lận đó. Cẩn thận nha. Dạ biết. Đại sư Huynh, thật ra cẩm nang này dùng làm sao đây? Mở ra coi thì biết. Sư phụ, thiên hạ vạn vật đều có giả có thật, có chủ có khách. Thiên hạ vạn vật đều có giả có thật, có chủ có khách. Bây giờ chúng ta là giả hay là thật? Là thật hay là giả? Là chủ hay là khách? Là khách hay là chủ? Chúng ta nên phản giả thành thật, là phản thật thành giả. Phản chủ làm khách, là ở khách làm chủ đi. Không được, muốn mừng bách bảo đồ giám thiên thư hả? Không cho. Mình là huynh đệ mà, ngươi đâu có thể nói với ta là không được. Không được. Trong lúc sinh tử này ta hỏi mọi người đi kiếm hộ thiên kính ở đâu, ngươi cứ lằng nhằng lải nhải vậy mà còn nói là lo cho thiên hạ. Thiệt sao? Càng quan trọng hơn, ngươi làm sao nói với sư phụ đây? Ông biểu ta mượn mà. Sư phụ đâu có nói vậy. Lúc sư phụ nhận ngươi làm đệ tử, có biểu ngươi phải nghe lời của đại sư huynh. Lúc đó ngươi cứ gật đầu lia gật đầu lịa mà. Cho ngươi mượn cũng được, nhưng phải để ta coi. Đi lấy đi. Thiên thư, thiên thư, ta muốn hỏi thăm hộ thiên kính ở chỗ nào. Hộ thiên kính là vật thanh có thể phản xạ Phật quang kim đỉnh Nga Mì, có hình bát giác, thuộc thành đồng kính. Nếu như dùng giấy nhung lau chùi thì hiệu quả phản xạ lại được càng rõ ràng hơn. Vậy đi đâu mà kiếm được đây? Tài liệu của hắn tường tận mà. Thì kính này lâu nay để ở trong Đông Hải Long Cung do Long Dương chiếm hữu, không cho ai mượn. Được, không cần nói thêm. Long Cung như là nhà của ta mà, ta mượn cái gì Long Dương không bao giờ từ chối đâu. Cuốn sách vẫn chưa nổi sồng, ngươi đâu có coi nặng cuốn sách đó. Biết để đâu thì được rồi. Bây giờ ngươi đi. Đúng vậy. Ngươi muốn ngủ thì dùng gối liền mộng nguyên ương đi. Thế cùng nhau tiếp ứng. Yên tâm đi đại sư huynh, có ta chống chọi. Cái gì liền? Hồ Thiên Kính, không có chỗ này đâu, đã giao cho Quyển Liên tướng quân sửa chữa rồi, tới bây giờ vẫn chưa có đem về đó. Quyển Liên tướng quân? Thì là sư đại sa tăng bây giờ của ngươi đó.
Sư phụ, thức dậy đi sư phụ. Lão Trư, thức dậy, thức dậy. Dạ. Ngủ không? Sao đi lâu như vậy mới về? Chuyện gì dòng lắm. Có hỏi mượn được hồ thiền kính không? Ê, không cần hỏi nữa. Sư phụ, coi tướng của hắn xịn như vậy là không có rồi đó. Ngộ năng. Dạ. Con tới Đông Hải Long Cung vì gặp Đông Hải Long Dương. Hắn nói trước kia đã giao cho Lão Trư sửa chữa rồi. Thử hỏi có tức cười hay không vậy? Nếu đưa Ngộ Tịnh sửa chữa, nó không thể nào không lấy ra mà. Thì đúng. Đúng à. Hả? Ngộ Tịnh vẫn chưa thức. Ê, hắn đang chảy máu kìa. Đánh thức hắn đi. Lão Sa, Lão Sa. Tại sao các người không đánh thức ta? Ta tưởng là hắn kêu ngươi. Ta tưởng là hắn kêu ngươi đó. Ta tưởng là hắn kêu, hắn kêu ngươi. Các người cố tình mà, dù sao cũng không kêu ta. Lão Sa, Ngộ Tịnh. Lão Sa, Ngộ Tịnh. Không mắc mớ tới ta, không mắc mớ tới ta đâu. Thằng bố kêu người thiệt dở quá đi. Ta là thiên hạ vô địch mà, mới kinh nghiệm bị thương. Để ta tự mình băng. Thì tự băng đi. Nè, ngươi đã kiếm ra hộ thiền kính chưa? Chúng ta sắp tới Hắc Phong Sơn rồi, không biết tối bây giờ như thế nào. Để ra thì là bực mà. Ông Dương thì coi ta là con khỉ đó. Người vốn là con khỉ mà. Nói gì? Gì? Người hỏi mượn hội thiền kính hắn nói sao? Hắn lại chỗ người. Ở bên ta, ông chứ hả? Đúng. Ta cũng nói là làm gì có chuyện này. Chú có Lão Xa hả? Không thể nào, nếu như ở bên ta, ta đâu có để cho người chạy đi chạy lại làm gì. Không lẽ muốn chơi người hay sao? Hắn nói chuyện này lâu lắm rồi. Lúc đó người còn làm Nguyễn Liên đại tướng quân. Hắn đã giao cho người xử lý. Ông chứ hả? Lúc ở thiên đình có tới 1,000+ cái pháp bảo chờ ta sửa chữa. Có nhớ được nhiều như vậy. Nhưng mà như là có chút ấn tượng. Có thiệt không? Ta nói nhiều quá cho nên ngươi có ấn tượng chứ gì? Không đâu, lúc đó Long Dương như đã đem một miếng pháp kính cho ta sửa chữa. Không phải chứ. Cẩn trường là một cái kính bát quái thôi. Lấy đây coi. Từ coi là kính bát quái thôi. Đúng rồi, kính bát quái thôi mà, đâu có gì. Bát quái hộ thiền kính. Bát quái hộ thiền kính. Lão Sa, để ta lập tức hỏi bác bảo đồ giám thiên thư. Thiên thư à, thiên thư, làm phiền cho ta biết đây là kính gì. Đây là một miếng hộ thiền kính. Lão Sa, nghe hắn nói sao đã. Hộ thiền kính là vật thánh có thể phản xạ Phật quang trên đỉnh Nga Mì, có hình bát giác của thanh đồng kính. Lão Sa, nếu như dùng giải nhung lau chùi thì kính sẽ phản xạ càng rõ ràng. Kính này lâu nay để ở Đồng Hải Long Cung và Long Dương bảo tồn, không cho người ngoài mượn, tàn danh là bát quái hộ thiền kính. Lão Sa, tại vì kính này là căn cứ theo quế tường bát quái của đạo già Trú Thành, cho nên người đời thường kêu là kính bát quái hay là hộ thiền kính. Lão Sa, Mộng Ma, sư phụ. Mộng Ma, hãy hồi đầu là ngàn đi. Cô cố chấp ngàn ngược nữa. Cố chấp ngàn ngược là các người mong là khu vực của ta. Người đấu không có lại ta đâu. Giằng co làm cái gì? Giấc mộng ngày xưa có sánh bằng giấc mộng bây giờ? Có gì khác? Tử thì biết. Đâu? Tại sao biết đau vậy? Xưa, ngươi đi vào giấc mộng của chúng tôi. Vậy là chúng tôi vào giấc mộng của người đó. Đâu? Không đâu. Nên bây giờ Lão Tôn có thể mổ một cái lỗ cho ngươi nhìn thấy. A-di-đà-phật. Có cuộc đã giải quyết được mộng ma. Bây giờ mình phải đi kiếm chủ tướng của mộng ma để lấy người.
Lão Sa, hỏi bách đồ giám thiên thư thứ coi hộ thiên kính này dùng sao. Làm phiền. Làm ơn, ngươi đừng giống như lần trước nha. Thiên thư chưa nói hết đã bỏ đi rồi. Lần trước là lần trước mà. Còn trở về trách móc ta nữa. Lần trước là lần trước. Thiệt đúng là giang sơn dễ đổi. Bản tánh nàng gì, có một thì có hai, có hai thì có ba. Ba lần ba là chín, chín lần chín 81. Người mà đáng tin cậy thì heo nái cũng leo cây. Trên cây mà té xuống không bị chết thì cũng bị rã ra. Bị rã thì ráp lại, ráp lại thì sợ người làm bậy. Bậy nhất chính là người đó. Người thiệt đúng không phải là người. Hả? Ta tin người. Về lấy mau đi. Thiên thư à thiên thư, xin hỏi phương pháp sử dụng chính xác của hộ thiên kính. Sử dụng hộ thiên kính phải đứng ở trên đỉnh phong của ngà mì, đem kính đưa cao lên trời, rồi thì kêu tên kính ba lần. Vậy là có thể phát huy được công năng vô hạn của kính thần này. Thì xin lỗi, có thể chờ ta chút không đây? Ta đau bụng. Ngươi thì lại phiền mà. Thầy biểu ngươi thường ngày đánh ta nhiều như vậy, còn đổ thừa. Phải. Phải cái gì chứ? Ta phải đi cầu. Đi thật cũng đâu có khó khăn gì. Muốn hỏi ngươi rõ chút, phương pháp chính xác sử dụng hộ thiên kính phải đứng trên đỉnh phong của ngà mi giơ cao lên trời, sau đó đọc tên kính ba lần, cái tác dụng liền, có phải không hả? Phải. Có quyết gì khác không? Không có. Có động tác gì chỉ định không? Không có. Là không? Không có. Thì lần này được ăn chắc rồi. Hey. Hộ thiên kính, hộ thiên kính, hộ thiên kính. Không được. Bát quái hộ thiên kính, bát quái hộ thiên kính, bát quái hộ thiên kính. Thiên hộ quái kính. Hộ thiên quái kính. Quái thiên hộ bát kinh. Thiên hộ quái bát kinh. Ê. Lão già, ta bị tức chết rồi. Thì nói xong hả? Nhưng mà ta còn chưa có nói xong nữa. Cái kính này vẫn chưa sửa mà. Ngươi lấy đi Nga Mi Sơn làm gì? Ta có biết ngươi chưa sửa xong. Nói thiệt đi, ngươi có thể sửa không vậy? Ta nói thiệt nha, đồ gì tới tay ta cũng có thể sửa xong nữa. Vậy nói thiệt đi, sửa bao lâu? Ta nói thiệt, không phải lâu lắm, một cây nhang thời gian. Cây nhang thời gian? Vậy mà ngươi kém mấy chục năm không chịu sửa. Ngươi cũng biết ta bận rộn lắm mà. Phải phát minh sản phẩm mới, đồ cũ phải tu sửa lại, thứ không mới không cũ, lâu lâu phải đem ra chơi. Không tin thì đi coi cuốn sách tu sửa của ta đi. Ở bên trong viết đầy chữ đó, đâu có thời gian tu sửa ba cái này. Tôi cũng biết mà, mình phải trị bệnh cho bác giới, rồi tới hát phong sơn để cứu Tô Tô. Bây giờ ngươi lập tức sửa nó mau đi. Cảm ơn. Cũng biết, cô đang sửa nè. Ngươi cái chuyện vậy mà lại sửa hả? Cái kính này sẽ bị mất công hiệu là bởi vì mắt kính bây giờ bẩn quá đi. Tôi sao lại xài được rồi? Tôi sao lại xài được? Đơn giản vậy sao không nói cho ta biết sớm chứ? Gì đơn giản? Muốn phát huy quay lực lớn nhất của kính này, trước tiên phải được bằng phẳng, lồi lõm gồ ghề dĩ nhiên là không được. Một đường chân phải lau sạch, mà lau gương. Ngoài việc phải dùng lông của linh dương tây tạng ra, còn phải từ đông tây nam bắc bốn cái phương vị này đi theo 48 cái quỹ tích, phải lui xoay vòng lại 77-49 lần. Còn phải phối hợp nội công tâm pháp, nội lực phải chạy khắp toàn thân 360 cái huyệt đạo, hồi chuyển tiểu đại chu thiên, vậy mới có thể chà được bóng láng. Tôi chỉ nghe thôi cũng thấy nhức đầu chóng mặt rồi, đơn giản hả? Đâu có thấy chóng mặt gì, thấy đơn giản thôi. Tốt, nếu như người có thể đọc ra không sót một chữ nào, ta lập tức té một cái bịch liền. Muốn phát huy lực lượng lớn nhất của cái kính, trước tiên là mặt kính phải bằng phẳng, lồi lõm gồ ghề đương nhiên là không được. Dù có đường dân cũng phải chùi cho sạch. Lúc mà chạy cái gương, ngoài việc phải dùng lông của linh dương tây đạn, còn phải từ đông tây nam bắc bốn cương vị, phải dùng 48 quỹ tích, xây dòng 77-49 lần, phải phối hợp nội công tam pháp, phải có nội lực toàn thân 360 quyệt đạo, chuyển hồi đại chu thiên, như vậy mới có thể đánh bông. Giỏi. Quỳnh đọc được khá lắm. Đệ, em rất đẹp. Quỳnh đọc thêm lần nữa có được không đây? Ừ, xin đệ, tán lần nữa được không? Không được. Sao đi? Vì đi nghĩ lại có phải hội tâm chuyển ý hay không? Em muốn giết ta. Cứ sao ta? Chỉ phải nói nhiều như vậy. Không ngờ nghi yếu đuối như vậy mà vẫn cứng cổ lắm chứ.
tên thủ tử ma mẫu này có nhiều chiêu thế để ép con người. Ta coi người chống được bao lâu. Ta biết tôi đi theo họ không phải lâu lắm, cảm tình không có phải sâu nặng lắm. Nhưng ta không hiểu tại sao người cứ binh vực cho họ. Tôi nghĩ coi, người đã bị ta bắt tới mấy ngày rồi, họ có tới cứu người hay không? Nếu như họ thiệt bận tâm tới người thì đã bỏ mặc nguy hiểm tính mạng tới đây đi cứu người rồi, đâu có để người ở đây chịu khổ. Ngươi không cần nói chuyện dèm pha, ta quyết không bắn trẻ họ. Thứ tà ma ngoại đạo như ngươi làm sao mà hiểu được thánh tăng là người khiến ta kính ngưỡng cỡ nào. Tu vi của hắn không phải như ngươi, cho dù ngươi luyện thêm mấy ngàn năm mấy vạn lần cũng không bằng hắn. Đừng nằm mơ. Tức quá, ngươi nghĩ ngươi không chịu nói là ta không chịu nổi được ta sao? Ngươi đừng có hồng. Thánh tăng là cao tăng đắc đạo, hắn có phước báo vô cùng, hắn làm sao cũng không bị chết trong tay yêu nghiệt của ngươi. Ngươi với đường tăng có quan hệ gì? Chuyện gì khẩn trương vậy? Ồ, không lẽ là hai người đó muốn đối phó ta thế nào cũng được, nhưng đừng có sỉ nhục tới danh dự của thánh tăng. Ngươi không chịu mềm, ta sẽ dùng cứng rắn. Bác Quế Hộ Thiên Kinh, Bác Quế Hộ Thiên Kinh, Bác Quế Hộ Thiên Kinh. Siêu độ cho ta. Xin chào. A Di Đà Phật. Nhân tánh bản thiện, Phật quang từ hòa vô lượng. Dù là tà ác cách mấy cũng có mặt lương thiện của họ mà. Quá thanh tâm. Phù à, bắt đầu hiểu sư phụ nói gì rồi. Ồ, sư huynh đã tỉnh lại. Nhị sư huynh thức giấc rồi hả? Ngủ no rồi còn không thức sao? Vậy để làm gì? Chào sư phụ. Nhị sư huynh còn nhớ ra chuyện gì không đây? Nhớ chứ, chúng ta đang lên đường mà. Đây là ở đâu vậy? Chuyện qua rồi đừng nhắc tới nữa, chúng ta phải ngó về phía trước. Ngó hướng trước đều là cột mà. Sư phụ con đói bụng quá à. Nhị sư huynh người đói bụng hả? Ta đi quá duyên cho người. Cảm ơn. Sư phụ con đi nha. Ây da, ngứa quá, ây da, có rặng cắn. Sư phụ ông coi, đại sư huynh đã cầm hộ thiên kính lên núi Nga Mì, dùng Phật quang phản xạ đánh ra một con đường quang minh xuyên qua Hắc Phong Sơn ngàn trùng yêu khí. Không sai. Sư phụ, con đường đi Hắc Phong Sơn con đã phá bằng đôi tay của con rồi. Có phải bảnh không vậy? Ê, thiệt bảnh quá cỡ. Ngươi được lành rồi hả? Chuyện gì? Ta bệnh hồi nào? Chưa chết à? Ngươi chưa chết, ta đâu có dám chết sớm hơn ngươi. Cái con heo mập này, lần sau chết sớm được siêu thoát nha, để chúng tôi có thể ngủ yên. Miệng của ngươi hôi thúi quá, thúi cỡ này thằng ấy cũng chữa không nổi đâu. Ngươi thúi hơn ta nhiều đó. Lại đây. Đủ rồi, đừng có gây nữa. Ngươi vừa về tới, ngươi vừa lành lại, gặp mặt là gây gỗ với nhau. Chúng tôi gây gỗ mắt mới gì ngươi? Đâu? Anh thì ngươi làm người tốt cho ta đi. Ngươi là đại sư huynh mà, còn ngươi là nhị sư huynh. Ngươi đúng là nhị sư huynh mà. Đại kết hợp. Một chúng ta là. Ê, nói nhiều lần rồi, chúng ta là do ta nói mà. Mà ta cơ hội thì không dễ hẹp hòi. Được, làm lại từ đầu. Ngán ngươi sao? Ý, ngươi hết bệnh rồi hả? Ngươi chưa chết sao? Làm gì bị bệnh? Ngươi bị bệnh đó. Heo mập này, ngươi chết phước đi, để chúng tôi được ngủ ngon. Đại kết hợp. Ta là sứ giả đặc phái lấy cây kinh như lai bằng tổ đồng bài đại đế của Nam Bồ Tát. Bồng nhiên sói trừ bắt giới. Quyển liệt tướng quân sang ngộ tịnh. Tề thiên đại thánh tôn ngộ không. Kim thiền tử trước mắt các người là Hắc Phong Sơn. Sau quyết của thiên ma đã gây ra thiền khuyết ở 1 tỷ năm trước, Hắc Phong cũng phải nghe lệnh của hắn. Thiền ma bị Phật tổ nhiệm trước phòng ấn, nhưng mà trái 1 tỷ năm rồi sắp phá ấn mà ra. Chừng đó khi tới thiền khuyết thì thiên địa sẽ bị hủy diệt. Chỉ có việc lấy được kính diệp thiền kinh và tập hợp 2 viên sao xa thiền ngoại mới có thể khắc chế được thiền ma. Ngộ không, người là một sao xa, phải kiếm ra được hạt sao xa khác, lấy được tây kinh để mà thỉnh cứu chúng sanh. Xin tuân pháp vậy. Đường tăng bọn họ suốt cuộc đã nghĩ ra được một lối vào rồi. Ta nghĩ họ sẽ kéo tới mau. Chuyện mà ta căn dặn người đã làm xong chưa? Đương nhiên, ta đã chuẩn bị từ lâu rồi. Tới lúc coi ta biểu diễn. Tốt. Thiệt không thẹn danh là cửu tử ma mẫu, có tự tin và háo thắng. Nhưng mà
ngươi cũng không thể coi thường thực lực của Tôn Ngộ Không. Để ta chiêu tập 10 vạn âm hồn, chừng đó ngươi mới ra tay. Được, đại nhân. Đại nhân, ta coi ngươi chiêu tập 10 vạn âm hồn cũng sắp đủ rồi. Tới chừng đó lực lượng của ngươi không có ai cản nổi. Tốt, lần này Hắc Phong nhất định phải trả thù rửa hận của trận kiếm trục lục ở kiếp trước. Sau khi bị thua cho hoàng đế, ta thì khó để cơn giận. Đám thủ hạ của ta đều bị bắt về địa phủ. Bây giờ ta phải tập hợp họ lại. Ta không những phải thắng thêm một lần, còn phải kiến lập công nghiệp mà kiếp trước của ta chưa đạt thành. Ta thật vô dụng, ta thật vô dụng. Mong ba đại nhân đã chết rồi, ta còn phải gác ở thiền lao. Thú vị đại ca, người thấy thế nào? Mặt mới gì tới ngươi? Thú vị đại ca, nếu cõi lòng của ngươi không được vui thì tụng kinh có thể giúp cho ngươi bình định cõi lòng. Ngươi nghĩ là yêu quái có thể tụng kinh hay sao? Vậy ta có thể tụng kinh cho ngươi để hóa giải nỗi buồn ở trong lòng của ngươi. Ngươi làm gì đó? Ta đang tụng kinh vì ngươi. Ngươi ở trong tù mà còn gì ta tụng kinh? Thánh tăng thường ngày chỉ dạy ta phải xóa thân thành nhân, chỉ cần có thể giúp được người thì tụng kinh ở đâu cũng vậy thôi. Thánh tăng đã có từng dạy ta phải xóa thân thành nhân, chỉ cần có thể giúp được người thì tụng kinh ở đâu cũng vậy thôi. Nhưng mà ngươi biết trong bụng của ta nghĩ gì sao? Đương nhiên ta biết được tâm trạng bây giờ của ngươi. Nếu ngươi nói ngươi vô dụng, vậy ta có phải càng vô dụng hơn hay không? Ta từ nhỏ đã bị hồ ly tinh bắt đi, rồi hại chết biết bao người vô tội. Ta không những không giúp được cho họ, cả mình cũng giúp không nổi. Ta cũng vậy đó, tối ngày phải bị ma mẫu họ ăn hiếp. Ta cũng nghĩ là rốt cuộc ta đã gặp được người tốt, có thể sống một cuộc sống đàng hoàng một chút. Ai ngờ ta lại bị bắt đi. Thôi vậy đại ca, ngươi đừng có khóc nữa. Linh Ngọc của hắn đã bị ma mẫu triệu vào trong huyết phàm chiêu hồn. Không bao lâu nữa sẽ tập thành âm hồn đại trận, chừng đó thì không ai sánh bằng. Chừng đó sẽ có người bị chết à? Phải. Thôi vậy đại ca, ta biết ngươi là người tốt, không muốn làm chuyện xấu cho Hắc Phong ma đầu. Hay là ngươi nhân dịp này bỏ chạy, đi làm chuyện mà mình muốn làm? Được sao? Chỉ cần ngươi quyết tâm hối cải, nhất định được. Vậy đừng có do dự nữa, mau đi đi. Được, chúng ta cùng chạy nha. Mau lên đi cô nương. Mà lên, mà lên, mà lên, mà lên. Người chạy mau đi nè, cô nương. Người chạy mau đi mà kẻ ta. Chạy đi, chạy đi. Cô chạy thì chạy chung. Đi, mau. Nè, mau lên đi. Nè, nè. Tốt, cô nương, chúng ta chia tay ở đây. Dọc theo con đường này là sẽ tới Ni Độ. Sư vậy đại ca, cảm ơn ngươi. Ta sẽ nghĩ cách ngăn cản cụ tử ma mẫu. Ngươi hãy bảo trọng. Được, cô chạy mau đi. Ngươi cũng vậy. Mau lên. Muốn chạy hả? Dễ dàng gì? Chạy mau. Cha! Con tốt con đường, chạy mau. Chạy mau. Tố của nương, ngươi không gì chứ? Ngươi làm sao mà thoát được vậy? Ma
Mai là thú vị để co thúc bụng đã thở ta ra. Nhưng hắn vì cứu tợ đã bị cụ tử ma mẫu giết chết rồi. Tại sao cụ tử ma mẫu lại không giết cô? Không biết. Không biết thì cho người biết. Đại sư huynh, sao ngươi đánh đàn bà? Người cô đi. Tôi tu còn muốn chạy. Khá, thiệt là khá đó. Quá wow, lão Sa, trò chơi của ngươi thiệt lợi hại, không có sai được chút nào. Tao cũng không muốn đâu. Nếu ngươi muốn thì có vấn đề rồi. Ngươi thiệt muốn sao? Hả? Tao không biết. Ngàn vàng khó mua được điều hay, đâu cần ngươi nói. Tối ngày có làm ra những trò tầm bậy, ngươi không cố gắng một chút sao? Thiệt tình. Cô không sao chứ? Thì ra ta bị hai con tiểu quỷ nhập vô. Hèn chi cụ tử mẫu ma không có giết ta. Xem chút ta đã liên lụy tới ngươi, Thanh Tân. Bây giờ không phải lúc tự trách đâu. Ta coi cô âm khí thiệt nặng, để ta tụng kinh cho cô khử trừ yêu khí nha. Cảm ơn. Lần này thì thất bại. Trục trặc chút thôi mà, đừng có chán nản vậy chứ lão Sa. Không lẽ là không phải hay sao? Pháp bảo bổ công vất vả phát minh ra, không ngờ cả cái tên cũng bị con tiểu quỷ đó ăn luôn, bị người ta cười thúi đầu. Ai mà dám cười ngươi, ta đập hắn giùm ngươi. Chỉ có chút chướng ngại thôi, ngươi đừng có buồn nữa. Còn tưởng đó là cái mục mạnh nhất của mình, ai ngờ lại dở như vậy. Đại sư huynh, nếu như ngươi chưa có ra tay thì đã bị người ta đập sưng như cái đầu heo rồi, thì ngươi ra sao hả? Trên cơ bản thì không thể nào xảy ra. Nếu thật sự là vậy, ta sẽ lập tức bò tới rồi liều mạng với hắn. Một lần không được thì hai lần. Nếu võ công đấu không lại người ta thì đấu nội công với hắn. Quan trọng là phải thay đổi bản thân, biết chưa? Đại sư huynh nói đúng, ta thì phải học tập theo người. Mấy cái chuyện nhục nhạc này đừng nói với ta mà. Ta có gì đáng cho ngươi học chứ? Nếu có học, ngươi tự học ngươi kìa. Cái chuyện lần trước Hổ Nguyên Bích Lích đó, ngươi phải cải thiện mấy lần thì mới được thành công mà. Hổ Nguyên Bích Lích cậu. Hổ Nguyên Bích Lích cậu. Hổ Nguyên không nhất định phải dùng Bích Lích cậu mà, phải không đây? Đúng. Hổ Nguyên Bích Lích cậu cũng được. Thanh Tân, ta đã suy nghĩ kỹ lắm rồi. Ta không biết cái gì hết, còn bắt có người chăm sóc đối với các người là một gánh nặng. Tôi tốt cô nương, sao cô lại nói như vậy? Thánh Tăng đã từng nói, tất cả mọi việc đều do trời định, có ân thì có quả. Ân quả tuần hoàn là lý lẽ chí cao của nhà Phật chúng ta. Thật ra ân quả đã có trời định, cho nên ta cũng không muốn cưỡng cầu. Tôi tốt cô nương, cô có ý định gì? Ta đã quyết định đi chùa chiền tu Phật, mong có ngài cùng các người kiến chấu Phật quả. Cô biết nghĩ như vậy thì là tốt. Vậy Thánh Tăng, xin cáo từ. Ta tiễn cô. Không cần. Hôm xưa Phật tổ tu hành cũng là độc hành độc đoán, không cần tiễn đưa. Huống chi nếu như tiễn ta, ta sẽ càng khó đi hơn. Tôi tốt cô đưa. Thiện lai thiện báo, sớm một con ngày cô sẽ tu thành chánh quả. Cảm ơn Thánh Tăng. Thánh Tăng, xin bảo trọng. Cô cũng bảo trọng. Ừ. Xin chào. Xin chào. Sư phụ về tái thôi. Ừ. Tố tố của nương đâu? Cô đã đi rồi. Đi đâu vậy? Tìm tâm tu pháp. Tại sao phải tìm tâm tu pháp? Vì bị ảnh hưởng của sư phụ. Còn có những lý do cá nhân nữa. Cái gì lý do cá nhân? Ta đã nói là lý do cá nhân mà. Lý do cá nhân của cổ này là của sư phụ. Là lý do của cổ. Tại sao lý do cá nhân của cổ mà sư phụ không biết vậy? Hả? Đẹp trai em yêu anh. Đẹp trai đẹp gái em yêu anh. Đẹp trai em yêu anh. Yêu anh đẹp trai.
Lạ gì? Sao gặp cô ở đây? Tôi ngủ không? Em thiệt nhớ thì anh. Ta biết. Quên à? Cô lại chạy tới đây bám sát quấy rầy chúng tôi hả? Đúng. Nè, con nhà đầu này dám lén xuống đi. Một lát nữa cái thằng ba mắt lại dẫn đám người tới đây kiếm chúng tôi đòi người. Bộ thấy chúng tôi chưa đủ phiền sao? Không phải, lần này họ phàm là Ngọc Hoàng Phán. Ông tốt như vậy thì sao? Phải, lần trước ông không cho em họ phàm. Em chỉ nhớ thì anh lắm. Cho nên từ cái ngày đó, em cứ giết tên của anh. Điện Lần Tiêu cũng giết, Nam Thiên Môn cũng giết, Tống Xuất Cung cũng giết. Ngày đêm đều giết tên của anh. Rồi cuối cùng người của Thiên Đình chống em không nổi. Rốt cuộc có ngày, Cửu Thiên Quyền Nữ đi kiếm Ngọc Đế để trò chuyện. Em không biết là họ đã nói chuyện gì. Sau đó Ngọc Đế đã ưng chuẩn cho em hạ phàm, còn cho em bỏ đi cái áo trong trắng ngọc ngà đó. Cho nên bây giờ em có thể tiếp tục ở chung với anh được rồi. Ngộ Không, Ngộ Không, Thánh Tần, Ngộ Không đâu? Ngộ Không, Ngộ Không. Trả con cho ta. Cái gì con ngươi? Ngươi còn giả khờ. Con thì không có, ta chỉ có một cây hổ nguyên bích lít tên. Coi ngươi có bản lĩnh gì. Không thể nào, không thể nào. Ngươi tưởng cây tên của ngươi gây hại được tại sao? Cây tên rõ ràng cũng cải thiện rồi mà. Lão Sa, Lão Sa, Lão Sa, Lão Sa, Đại sư huynh, ta rút cuộc thành công rồi. Chúc mừng ngươi đã ngộ tịnh. Cảm ơn sư phụ. Lão Sa. Tôi nghĩ. Hả? Chuyện gì? Hình như khí âm dụng qua bên này. Nhất định là hát phong lão đã tới. Lão Trư, lập tức lấy hội thiên kính lên đỉnh Nga Mi. Dạ. Tiểu Lan, bởi vì sư phụ, ta đi gặp họ. Ngộ Không, hãy cẩn thận. Ngoài khí âm cận lúc cận nận, tao muốn đi giúp Ngộ Không. Được, con phải cẩn thận. Sao rồi? Ta bị trúng khí độc âm hàn của hấp phong lão yêu. Chỗ này rất nguy hiểm. Đi chạy đi. Ngộ Không đâu? Ngộ Không vẫn còn đánh với hấp phong lão yêu. Đi chạy đi Thánh Tần. Các ngươi đều vì ta mà đánh, ta đâu có thể nào bỏ đi. Nếu bây giờ ngươi không chạy, một lát sẽ không kịp. Lỡ ngươi bị cái gì bất trắc thì việc tỉnh kinh sẽ không hoàn tất. Nếu các ngươi bị bất trắc gì, ta làm sao yên lòng? Bỏ mặt chúng tôi, đi chạy mau đi. Chạy mau. Điều sạch miếng đất quanh nhị bị hắc phong bao bọc. A Di Đà Phật. Bạch Giới, con nhất định phải cố gắng nhận.
này ngươi chết chắc rồi. Tiểu Lan à. Tới nè. Tiểu Lan. Sư huynh có thế nào vậy? Cứ gì của ta mà bị thương. Tiểu Lan. Người đưa gọi đi kiếm Thái Bạch Kim Tinh đi. Sư phụ, không sao chứ? Sư phụ, ta vừa dùng máu để tế huyết, bây giờ chúng mình ta thiệt yếu. Thôi chết rồi. Lão Sa, thức dậy. Chuyện gì? Sư phụ bị thương rồi. Tại sao? Đừng hỏi nữa, đi kiếm Thái Thượng Lão Quân lấy một ít hồi xuân đan gì đây. Lẹ lên. Sư phụ, đừng có vất vả nữa, ngồi xuống nghỉ một lát đã. Tử Lan bị trúng khí hàn khắc phong, chi ập, chi độc, không phải là bị thương tầm thường. Thần Long Thị cũng không có cách nào cứu được nó. Không thể nào, cổ là dưỡng nữ của ngươi mà, ngươi nhất định có cách, mà cứu cổ đi. Để ta suy nghĩ một chút. Thiên hạ vạn vật đều là tương sanh tương khắc, âm dương chế khắc. Họ có rồi, ngọn lửa lòng đất. Lửa lòng đất là cái gì? Lửa lòng đất là cái gì vậy? Nghe tên thì biết ngọn lửa lòng đất là liệt quả trong lòng của quả đất này. Chỉ cần lấy được ngọn lửa lòng đất là có thể trên trừ khí hàn đã phong tỏa thức khổng ở trong mình của Tử Lan. Như vậy Tử Lan sẽ được cứu đó. Vậy ta đi. Bác đã, đừng có xung động. Lấy lửa của lòng đất phải có trình tự đó. Trình tự gì? Ở lòng đất nhiệt độ cao tới mấy vạn độ, các người không có cách vô đâu. 500 năm trước Lão Tôn đã đại phá thiên cung, bị Thái Thượng Lão Quân nhốt trong lò luyện đan 7 lần 7 49 ngày bị thiêu đốt. Ta sợ cái gì? Ngươi thì không ngại, nhưng con gái nuôi của ta thì sao? Cho nên phải dùng hai món bảo vật để bảo vệ hai người. Thứ nhất là một thần khóa bích ma cửu thiên thập địa, dùng để mở ra cái lòng đất. Thứ hai là tuyết phách châu, dùng để đông lạnh thân nhiệt của hai người mới không bị liệt quả thiêu đốt. Nhưng mà cho dù kiếm được lửa của lòng đất, cơ hội cứu vô Tử Lan cũng chỉ được có 8 phần thôi. Nhưng mà cơ hội thiêu chết ngươi và Tử Lan thì có tới 9 phần lận. Ngộ không hay là 10 phần? Ta cũng đi. Vì Tử Lan, bất cứ nguy hiểm gì ta cũng không sợ. Cho ta biết đi, phá thằng bích ma cửu thiên thập địa và khuyết bách châu phải lấy ở đâu? Ta phải đi lấy. Ngươi thì can đảm vậy sao? Phải. Được, ngươi nghe đây. Tuyết phách châu là pháp bảo của Tuyết Phách Đại Tiên, còn việc khóa thần bích ma cửu thiên thập địa thì trong tay của cửu thiên quyền nữ. Hai món bảo vật này thì khó đến tay lắm đó. Tuyết Phách Đại Tiên ở chỗ khí bất cực, ở nơi bất cực nửa năm là ban ngày, nửa năm là ban đêm. Thời gian nó thật là vừa dặn đó. Thái âm đã sắp tới rồi, cửa của bất cực cũng sẽ mở ra đó. Hai người có 2 canh giờ. 2 canh giờ? Tại vì cánh cửa bất cực mỗi năm mở ra một lần, mỗi lần chỉ có 2 canh giờ mà thôi. Nói khác đi, người chỉ có 2 canh giờ đi kiếm cửu phách đại tiên. Nếu như 2 canh giờ kiếm không ra thì cửa lớn đóng lại, người muốn trở ra là phải chờ nửa năm sau. Em nhất định phải chờ anh gì? Nửa năm sau thì Tử Lan cũng hết cứu rồi. Em nhất định phải chờ anh về nha. Gái đẹp, gái đẹp, gái đẹp, anh yêu em. Gái đẹp, gái đẹp, anh yêu em. Gái đẹp, anh yêu em. Gái đẹp, anh yêu em. Anh yêu em, anh yêu em, yêu em. Gái đẹp, gái đẹp, anh yêu em nhiều, yêu yêu em. Gái đẹp, gái đẹp, anh yêu em, yêu em, yêu em. Em nhất định chờ anh về. Sư phụ à, đã khỏe lại chưa? Sư phụ bị ho hả?
Sư phụ. Sư phụ chỉ bị ho thường thôi, ngươi đừng có đập ta nữa, ta thổ huyết bây giờ. Không phải đâu, đệ tử chỉ lo cho con bệnh của sư phụ bị trở xấu thôi. Con lấy khăn cho sư phụ. Con bị thổ huyết không vậy? Không cần không cần, sư phụ biết con quan tâm mà. Dạ, đúng rồi sư phụ. Nói trở lại nha, lão Sa không phải đi lấy hồi xuân đan hay sao? Sao đi lâu quá vậy vẫn chưa có thấy về? Trời hắn về cứu mạng là chết dịch rồi. Ta đã về tới. Ê, ta chưa có giơ tay mà né làm gì? Ê, sao đi lâu quá vậy? Đâu có lâu, ta xếp hàng 3 ngày 3 đêm mới gặp được Thái Thượng Lão Quân. Xếp hàng gì? Thì là xếp hàng. Khi không sao đi xếp hàng? Sư phụ bị cấp chứng mà chuyện gì phải xếp hàng chứ? Người không biết từ bên cạnh sông lên sao? Rồi đi nói với Thái Thượng Lão Quân. Đầu óc của người trước cái gì vậy? Tình hình bên đó là như vậy mà. Đừng có gây nữa bất giới à. Ngộ tình cũng là tuân theo quy củ thôi. Chúng ta nên làm giống người khác, không nên có đặc quyền gì hết. Sư phụ nói không sai, con cũng nghĩ như vậy. Còn cứng miệng, thuốc đâu? Ờ, ở đây. Bình này à? Phải. Thuốc này làm sao uống? Dạ cho ngươi, sau khi uống xong bình thuốc này, nội thương gì cũng lành lại hết. Nhưng mà cần phải có một khoảng thời gian. Phải uống rồi mới biết. Sao kỳ quá vậy? Hồi xuân đang đáng lẽ một hạt lớn chứ, tại sao cái hạt nhỏ xíu vậy? Như vậy mà ngươi cũng lấy về hả? Có lầm lẫn hay không đây? Không có xài đâu, để con lấy nước cho sư phụ uống nha. Đi lẹ chút nha. Sư phụ à, coi nè cái hạt này nhỏ quá. Sư phụ lại ho nữa hả? Hay là như vậy, sư phụ à, nuốt đỡ mấy viên này vô trước đi. Không có nước làm sao mà nuốt? Không sao đâu, ta giúp ngươi nha sư phụ. Thì nhát đại vô đi, sẽ được lành bệnh mà. Sư phụ cảm thấy thế nào chứ? Đắng quá. Đừng lo, thuốc đắng mới tốt đó. Đừng có do dự nữa mà sư phụ, nuốt hết vô luôn đi. Sư phụ nước đã có rồi nè. Sư phụ đã uống hết thuốc rồi. Uống bao nhiêu? Thì uống hết, dùng liều thuốc nặng một chút mới được lành lại mau mà. Hả? Uống hết? Đúng. Thái Thượng Lão Quân nổi tiền thuốc này công hiệu lắm, nhưng mà không thể uống hết một lượt đâu. À, như vậy là sao? Thái Thượng Lão Quân nói dịch lý của loại thuốc này đem thể xác và tinh thần đưa về trạng thái của hôm xưa, phải điều lý từ từ, từng canh giờ một. Nếu như người uống hết một lượt thì sẽ biến già thành trẻ. Trở già thành trẻ hả? Phải. Trở già thành trẻ có phải càng tốt không? À, thiệt là ác quá. Ây da, làm hết hồn. Sư phụ à, trở già thành trẻ không phải là càng hay hơn hay sao? Làm ta hết hồn luôn đó. Sư phụ, vì sư huynh là phải làm sao đây? Ngươi đừng có hỏi ta, ngươi hãy dùng đầu óc suy nghĩ một chút đi. Ta làm sao ăn nói với đại sư huynh? Không sao, ngươi chỉ cần hít mạnh một cái, cái tướng để cho thật thà một chút, rồi nói với hắn là cái này là thuốc tiền đó. Tiếc là hay quá đi, anh sư phụ uống vô rồi đã trẻ lại đi nhiều. Sau này chúng ta đi đường phải tiện lợi hơn hay không? Tiện lợi cái gì? Dẫn theo đứa nhỏ hả? Không đâu, không có cần bồng hắn. Đừng có suy nghĩ bi quan như vậy. Chúng ta không cần bồng lại không có cần cho bú sữa đâu. Chắc có thể đi được chứ hả? Nè, đứng dậy coi, đứng dậy coi hả? Ê, đứng dậy. Ê, dân lời quá, ngồi xuống, ngồi xuống. Ê, biết dân lời quá trời, hay thiệt. Ấy dạ, sao rồi? Người coi làn da của hắn kìa, trơn tru mịn màng quá à. Đừng có chơi sư phụ nữa mà. Nếu như vậy thì sướng quá trời quá đất luôn à. Hay quá. Bắt giới, ngộ tịnh, các người còn phải chơi tới lúc nào? Xin lỗi sư phụ. A Di Đà Phật. Sư phụ chờ chút nha, xin lỗi. Nhục thân chỉ là ngoại dạng, cho dù ngoại mạo của ta thay đổi, trong lòng vẫn còn hướng Phật. Lòng không đổi thay, trí tuệ cũng không giảm. Tưởng ta là con nít không biết gì sao? Thiệt là nông cạn quá đi. Xin lỗi sư phụ. Bây giờ hai người biết làm sao rồi chứ? Dạ biết sư phụ, tụng kinh niệm Phật. Ừ, lão Sa, đủ rồi, trước đó đã tụng kinh niệm Phật, hãy nghĩ cái khác đi. Sư phụ đã nổi giận rồi. A Di Đà Phật, từ nay sư phụ phải nói thêm kinh sách với hai người. Mong là hai người được sớm rộng kiến thức. Dạ biết rồi sư phụ. Dạ biết rồi sư phụ. Nói là làm ngay. Bây giờ ta đọc một đoạn Ban Nhược Ba La Mật Tâm Kinh cho hai người nghe. Đoạn kinh này bao la bát ngát, người xuất gia không thể không đọc. Dạ. Quán Đại Tự Bồ Tát thành thân Ba Nhược Ba La Mật Đa Thời, chiếu kiến ngũ dưỡng lai không độ, nhất thiết phụ ưu ích. Sắc bất dị không, không bất dữ sắc, sắc tức thị không, không tức thị sắc. Thọ tưởng hành chức dịch mục, như thị kinh liệt. Ngộ tịnh, ngươi làm gì vậy? Dạ không sư phụ, đang nghiên cứu pháp bảo, con có thể giúp được cho đại sư huynh không đây? Lần này là số kiếp của Ngộ Không và Tử Lan, phải tự họ đi khắc phục, chúng ta giúp không nổi đâu.
Nhưng mà con cũng thiệt mong là họ có thể được thành công đó. Bây giờ Ngộ Không hoàn toàn là vì cứu người mà đi. Chúng ta phải tin hắn. Ta nghĩ là hắn nhất định sẽ thành công. Chúng ta phải tin hắn có đúng không? Đương nhiên, đại sư huynh nhất định được thành công mà. Ngộ Năng đâu? Nhị sư huynh đã qua bên kia ngủ rồi. Ngộ Tịnh, trời cũng đã khuya rồi, ngươi ngủ sớm đi. Con biết rồi sư phụ. Còn ông? Ta cũng phải ngủ. Cần cụ thay áo giùm không đi? Không cần. Qua đây sợ gì chứ? Không cần. Được rồi, đừng có sợ. Không cần. Đừng có sợ mà. Đừng có sợ. Đánh nói không cần. Đừng sợ, ở đây chỉ có hai người thôi. Đừng có sợ nha. Đừng có sợ sư phụ à, đừng cỡ cho. Để ta cỡ cho sư phụ à, đừng có ngán mà, đừng có. Cảm ơn người, Thái Bạch Kim Tinh. Ta nhất định trong hai canh giờ tìm cho ra Tuyết Phách Đại Tiên. Tuyết Phách Đại Tiên. Tuyết Phách Đại Tiên. Tuyết Phách Đại Tiên. Ta xin ngươi hãy đại phát từ bi, ra đây gặp mặt ta nha. Tuyết Phách Đại Tiên. 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 21 22 23. Ngươi đã mệt chưa? Vừa nhảy một hồi thôi sao lại mệt? À cũng phải. Nhưng sao chỉ có một mình ngươi? Sao cứ kéo chúng tôi nhảy vậy? Bạn ta có người đâu? Hắn có giải trí của hắn, ta có trò chơi của ta. Nghe nói là hắn sợ vợ lắm, cả phố đều biết đó mà. Có phải như vậy mà mới lạnh nhạt với ngươi hay không? Lạnh nhạt với ta hả? Cái con vợ của hắn tối ngày cứ khóc lóc sướt mướt rồi đòi sống đòi chết. Cửu Long công tử đã sắp bỏ hắn rồi, sao mà lạnh nhạt với ta chứ? Đàn ông không có ai tốt mà. Người có cơ hội thì hãy lấy thêm lời đi. Đâu cần như vậy, đàn ông tất cả đều vậy mà. Giỏi nhất là cái trọng mặt mũi mà thôi. Còn đàn bà chỉ cần ra dáng dịu dàng một chút là có thể khống chế được họ rồi. Đó, như là Cửu Long công tử vậy. Con vợ ở nhà hung hăng quá mà, thì ta cần phải ra dễ dịu dàng một chút. Hắn đâu có nỡ bỏ ta. Thiệt lợi hại vậy sao? Nhanh tin. Ê, tới rồi kìa, đi đâu? Đi mau đi. Đi mau đi. Chào. Sao người tới trễ quá vậy? Nợ người có đau bụng hay không? Hôm nay người ta hầm đồ bổ cho người ăn đó. Được. Người hửi thử coi, có thơm hay không? Wow, thiệt là thơm đó. Sao người hết rồi? Sao rồi? Tại sao lại than thở? Ta nghĩ cũng vì chờ ngươi, cho nên cái bình đồ bổ này mới chờ tới nguội thôi đó. Ta biết, ngươi trách ta tới trễ thôi phải không? Thật ra ta hiểu được thân tình của mình mà. Ta đâu có tư cách đi phân hưởng người đàn ông yêu thích với người ta chứ. Ây da, không phải đâu. Thật ra trong bụng của ta cũng phiền lắm đó. Thường ngày ngươi bận rộn nhiều việc, đâu có được rảnh rỗi. Trong nhà lại có một nương tử. Người không có thì giờ tới ở với ta là chuyện thường mà. Ta thấu hiểu được đó. Chỉ cần người yêu của ta được vui là ta cũng được vui rồi. Người không cần đến xỉa đến cảm giác của ta đâu. Ê, sao lại có thể bỏ mặc cảm giác của người chứ? Chuyện của nương tử ta sẽ nghĩ cách mà. Ta sẽ ráng tới thăm người nhiều một chút. Lần nào người cũng nói vậy mà. Ê nè, có một món quà tặng cho người đó. Thiệt hả? Coi đi, có đẹp hay không? Wow, đẹp lắm. Viên bảo thạch ở trên trăm cài này còn lớn hơn cái hạt nho đó. Thì là cảm ơn người. Cái trăm cài này thích hợp cho người nhất, để ta cắm lên cho người. Được rồi, được rồi. Người hãy ăn chén canh này đi. Canh này người thích ăn nhất đó mà. Đồ đàn ông hà tiện quá mà lại sợ vợ nữa. Biết vậy ta không có theo người đâu. Ngồi một hồi thôi là nó bỏ đi rồi. Sợ đụng chạm thấy con vợ hung hăng trong nhà mà. Tặng một chiếc trăm cài rách rưới này cho ta là muốn ta chịu yêu hả? Lần sau muốn ăn đồ bổ hả? Cho ăn đồ độc thì có. Các ngươi muốn gì? Họ tiện dám dùng vũ chồng của ta. Ngươi thiệt là to gan. Thì ra ngươi là cái con cọp cái vừa dạ khẳng lại hung hăng đó hả? Bây giờ ta mới biết tại sao Cửu Long công tử phải ra ngoài vui chơi rồi.
Sao hả? Chỉ biết muốn mấy vài chiêu thôi là muốn tới kiếp bổn của nương trả thù. Chờ kiếp sau đi. Bộ cặp tinh. Con nhận tin địch thủ của người là bộ cặp tinh. Coi hôm nay người còn chạy đi đâu. Tuyên pháp đại tiên. Tuyên pháp đại tiên. Lão Sa, đi nhanh chút đi. Không thấy ta đang gánh đồ hay sao chứ? Ta thấy mà. Chúng ta có phải đi theo hướng này hay không vậy? Đúng. Ngươi khẳng định không sai? Không sai. Vậy tại sao đi lâu rồi vẫn chưa có thấy ngọn đồi gì đó? Ngọn núi đằng trước kia là ngọn gì? Thì kia là núi con rùa. Ủa? Chuyện gì lão Sa? Sợi dây đột nhiên bị đứt đó. Hả? Tự nhiên bị đứt? Vậy là điềm hung đó. Báo cáo sư phụ, phải là một điềm hung đó. Ta lo là ở đằng trước sẽ có nguy hiểm, hãy chúng ta ở lại đây nghỉ một chút đi. Sa Tăng, người đi lấy nước đi, ta qua bên kia nghỉ một lát đã. Sư phụ ở đây nghỉ nha. Bắt giới đứng yên. Sư phụ có chuyện gì? Dưới chân người có cần kiến. Hả? Ê sư huynh à, đừng nha đừng nha. Con kiến tội nghiệp lắm. Lão Sa, đứng dậy. Chuyện gì? Đứng dậy đi. Giờ cao chân của người lên. Ê dạ, ngươi coi kìa, ngươi đạp chết rồi. Sư phụ à, con không phải cố tình đâu. A Di Đà Phật. Thôi chết rồi, mi mắt bị giật hoài. Trái lành phải hung, mắt phải bị giật đó. Chắc là điềm hung rồi. Ba người mình ở đây không có sao hết. Không lẽ đại sư huynh có chuyện sao? Ngươi nói gì đi? Ta nói đại sư huynh có thể xảy ra chuyện. Không đâu. Sao vậy? Tuy là từ ngày đại sư huynh có đụng chạm tới nhiều người, nhưng mà cái gì? Ta chưa nghĩ tới. Ta đã nghĩ ra rồi. Con người của đại sư huynh ngày thường thì ngông cuồng tự đại, nhiều lúc thì là phách lối quá. Bây giờ đi hỏi người ta mượn bảo vật mà, coi bộ nhất định là bị người ta làm khó rồi. Cho nên ta nói là đại sư huynh có chuyện đó, tức là tội nghiệp quá. A Di Đà Phật. Ngộ Không là người cao ngạo nhất trong ba người. Lần này nó thiệt bị tai kiếp rồi, mong là nó có thể khắc phục được khó khăn. Chúng ta hãy vì Ngộ Không mà tụng kinh, mong là hắn có thể trở về bình an. Dạ sư phụ. Vậy được. Vậy ta mong đại sư huynh được trở về vui vẻ bình an, đem nhiều đồ ăn về cho chúng ta ăn. Như vậy lên đường khỏi phải phiền rầu rồi. A Di Đà Phật. Người nói bậy bạ gì đây? Cứu một mạng người hơn xây thất cấp phù đồ mà. Mày là có người, nếu không ta chết chắc đó. Đừng khách sáo, ta phải vậy mà. Nè uống ly trà đi. Cảm ơn người. Xin hỏi quý danh? Ta không có tên, không có họ. Từ nhỏ ở đây sống bằng nghề săn bắn. Tôi kêu ta là người đi săn đi. À phải, sao người lại tới đây vậy? Ta tới đây để kiếm Tuyết Phách Đại Tiên. Xin hỏi mượn Tuyết Phách Châu đi cứu bạn của ta. Người đã kiếm được hắn chưa? Nếu kiếm được thì đâu còn ở đây. Mong là người sớm ngày kiếm ra được hắn. Có cần gì ta giúp hay không? Có thể giúp đỡ không? Cởi trói giùm ta đi, làm ơn. Xin lỗi, chuyện này ta không giúp được ngươi. Sao vậy? Ta là người săn mà, trói là vật săn là thiên chức của ta. Tối nay ngươi sẽ là cơm tối của ta đó. Ngươi có biết ngươi đang trói hay không? Ta là Tề Thiên Đại Thánh Tôn Ngộ Không đó. Chỗ này là bắt cực mà, cho dù ngươi là Như Lai Phật Tổ, pháp lực cũng bị mất hết luôn. Huống chi ngươi chỉ là một con khỉ con. Ngươi không tin ta cũng hết cách. Có, trừ phi ngươi kiếm được chỗ nước mưa nước gió, có một cái phòng thiệt là lớn, có lò lửa để sưởi ấm, có ly trà nóng để uống, hay là có bạn để trò chuyện chút. Như vậy cái khoảng nửa kỳ nhang thời gian để thân thể của người trở ấm, rồi thì pháp lực cũng sẽ được khôi phục. Chỉ cần có như vậy thôi.
có một chỗ trú mưa trú gió, có một căn phòng thì kín, và còn có lò sưởi, còn có trà để uống, và còn có người trò chuyện. Hơn nữa, đã trò chuyện nửa cây nhang. Có phải như ta bây giờ không? Hả? Sao lại như vậy? Có trách là trách người đó, tí lịa, người đánh thức ta. Để tôi kiếm được Tuyết Pháp Đại Tiên rồi trở về thanh toán với người. Người kiếm không gặp Tuyết Pháp Đại Tiên đâu, cái cửa Bắc Cường nữa canh giờ sau sẽ đóng lại. Người hãy trở về gặp lại bạn người một lần cuối đi, đừng có phí thời gian nữa. Kiếm không được Tuyết Pháp Đại Tiên, ta nhất định không rời khỏi chỗ này. Ta nhất định sẽ bắt người về nữa mà. Người có giỏi thì cứ cao chạy xa bay đi. Hẹn gặp lại. Không gặp lại. Cửa Bắc Cực mỗi năm chỉ mở có một lần thôi, mỗi lần chỉ có 2 canh giờ. Nói khác thì ngươi chỉ có 2 canh giờ để đi tìm Tuyết Pháp Đại Tiên. Nếu trong 2 canh giờ ngươi kiếm không ra, cánh cửa đóng lại là ngươi phải chờ nửa năm sau mới trở ra được đó. Tử Lan, ngươi tỉnh lại rồi hả? Ngươi lại. Ta là người mà ngươi muốn gặp đó. Tuyết Pháp Đại Tiên. Chuyện gì mà ngươi ngó ta như vậy? Không nhận ra được ta hay sao? Ta đã có nói rồi, ta nhất định sẽ bắt ngươi về mà. Ngươi có giỏi thì cao chạy xa bay đi. Ngươi là người săn gì rồi? Sao nói ngươi là Tuyết Pháp Đại Tiên? Đồ nói láo. Đúng ha, vừa rồi ngươi là người săn mà, cũng là Tuyết Pháp Đại Tiên. Người săn cũng là ngươi, Tuyết Pháp cũng là ngươi, có phải hay không vậy hả? Phải. Ta thích nhất là chơi mà. Ta ở đây một mình đã mấy vạn năm rồi, cũng không có ai chơi với ta. Ta bây giờ được vui lắm đó. Tuyết Pháp Đại Tiên, ngươi chơi cái gì cũng được, nhưng mà cho ta mượn Tuyết Pháp Châu đi. Đợi cứu xong bạn của ta, ta trả lại ngươi liền. Ta xin ngươi mà. Cho dù ta chịu cho ngươi mượn Tuyết Pháp Châu thì cũng vô dụng thôi mà. Cánh cửa Bắc Cực đã đóng lại rồi, nửa năm sau mới mở ra lại. Tới chừng đó, người mà ngươi muốn cứu cũng đã chết rồi. Ngươi có cách mà, ngươi nhất định có cách. Ta xin ngươi mà Tuyết Pháp Đại Tiên. Ta thiệt giúp ngươi không nổi. Hay là ngươi hãy một lòng một dạ lại đây chơi với ta đi. Chơi. Tử Lan sắp chết rồi, đừng có dẫn chơi nữa, có được không? Ngươi cứ nói cái con Tử Lan đó, hắn là người như thế nào? Ngươi nói hắn đẹp gái hay là ta đẹp gái hơn? Ngươi đẹp hơn nhiều, cả thế giới này ngươi đẹp nhất. Ý, ta có một đề nghị. Đề nghị gì ta cũng chịu hết, mau lên đi. Hay là chúng ta chơi trò hai vợ chồng nha, ngươi nghĩ sao? Chơi xong ngươi cho ta mượn Tuyết Pháp Châu hả? Để ta coi. Chơi kiểu gì? Muốn làm vợ chồng trước tiên là phải quen biết với nhau. Chào ngươi, ta là Tuyết Pháp Đại Tiên. Tới phiên ngươi. Chào cô, ta là Tôn Ngộ Không. Ngộ Không, thường ngày ngươi có hoạt động giải trí gì? Bơi lội, trèo núi nè, bắt chí nè, chỉ có vậy thôi. Còn cô? Ta hả? Ta chơi người. Nhìn cái biết mà. Vì quan hệ thì giờ chúng ta từ quen biết nhau đi vào giai đoạn yêu đương. Nè, khi cặp kè thì khó tránh cái việc đi du ngoạn ngắm cảnh. Ngộ Không, ngươi coi cái bông này đẹp quá. Đúng ha. Hái cho ta đi. Cảm ơn Ngộ Không. Ngươi coi, ngọn đồi này thiệt là hùng vĩ quá đi. Đúng. Nhưng mà trời nắng quá, ta nhìn không được rõ. Khá hơn chưa? Vậy khá nhiều. Ngộ Không, ngươi coi con chó con này thiệt là ngộ quá. Mua cho ta nha. Bao nhiêu dòng chủ, khỏi cần thôi. Ý, sổ 2 tiếng nghe coi. Dễ thương quá. Vì quan hệ thời gian, chúng ta trực tiếp đi vào cưới hỏi. Lại đây, cầu hôn đi. Tuyết Pháp Đại Tiên,
bằng lòng lấy ta đi nha. Đâu có ai dùng kẹo hồ lô để cầu hôn chứ. Chỗ này chỉ có kẹo hồ lô thôi. Thôi được, không sao. Vì quan hệ thời giờ, chúng ta trực tiếp bái đường. Lại đây ngồi không? Ngồi không à? Hôm nay là ngày mà chúng ta bái đường, có khẩn trương hay không? Khẩn quá. Có vui hay không? Vui quá. Ngươi có gì muốn nói không? Kết thúc lẹ đi. Nghi lễ chính thức bắt đầu. Âm nhạc. Con vợ con biết nhảy nhảy, con chỉ nói biết lèo kì. Đâu có ai dùng nhạc này để bái đường chứ. Ta đi ta, ta 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 đi ta, ta đi ta, ta đi ta đi ta 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 ta. Nhất bái thiên địa, nhị bái cao đường, vợ chồng giao bái. Bây giờ mình uống ly rượu. Nè. Được. Dâu. Ý, uống rượu mừng phải uống kiểu này chứ. Được rồi, quan hệ thời gian, chúng ta trực tiếp đi vào cao trào của hôm nay. Động phòng. Động phòng. Ờ. Ờ. Lại đây. Ngồi xuống. Đưa chân lên. Gác lên đây nè. Nằm xuống. Đưa lên đi. Cái tay. Gác lên vai của ta. Không phải chỗ này. Cái vai. Chu miệng lại. Hôn ta đi. Ừ, sao phải hôn người? Động phòng là phải hôn miệng chứ. Động phòng phải hôn miệng. Ngươi không biết sao? Không biết. Ngươi chưa hề động phòng hả? Chưa. Như vậy ngươi có hôn không? Không. Có động phòng không? Không. Không động là Tử Lan phải chết. Ta thà Tử Lan bị chết, ta cũng không hôn ngươi. Rồi nếu như ngươi chết? Ta thà chết cũng không hôn ngươi. Tại sao? Vì Tử Lan. Nguyên nhân thứ hai? Cũng vì Tử Lan. Vậy nguyên nhân thứ ba? Cũng vì Tử Lan. Thứ tư, thứ năm, thứ sáu, bảy, tám cũng vì Tử Lan. Nếu như có dịp, ta thì muốn gặp Tử Lan tiên tử này, coi coi người đàn bà hạnh phúc này tương tá ra sao. Cô có cơ hội quen biết được Tôn Ngộ Không cũng thì là may mắn lắm rồi. Ta chơi với ngươi thôi. Ta bị ngươi chơi chết rồi. Được. Nếu như ngươi thích chơi vậy, ta chơi một phen với ngươi. Ta cá với ngươi, ngươi không chịu cho ta mượn Tuyết Phách Châu chứ gì. Cửu Thiên Quyền Nữ cũng không dễ gì cho ta mượn Khóa Thần Bích Ma Cửu Thiên Thập Địa. Nhưng nếu ta lấy được về, cô phải cho ta mượn Tuyết Pháp Thần Châu, chịu không? Được. Chờ coi đi, ta sẽ đi lấy về. Ngươi làm sao đi kiếm được Cửu Thiên Quyền Nữ? Tôn Ngộ Không, sao ngươi cứ xung động như vậy? Ta cho ngươi biết nhờ, người mà muốn gặp được Cửu Thiên Quyền Nữ, ở trong 3 ngày, ngươi không thể dùng pháp lực, không thể đánh người, càng không thể mượn lực lượng của người khác. Vậy 3 ngày này ta phải làm gì? Đi thành sa mạc để làm ăn xin. Bắt Tề Thiên Đại Thánh Tôn Ngộ Không đi ăn xin hả? Ngươi không dám? Dám. Được. 3 ngày sau, nếu Cửu Thiên Quyền Nữ cảm giác được ngươi thì có lòng thành, thì vào khoảng giờ ngọ, hắn sẽ tự động xuất hiện trước mặt ngươi. Bây giờ ta sẽ mở pháp nhẫn ở chỗ mi tâm của ngươi. Nếu như ngươi đã phá giới, thì cái chấm đỏ trên mi tâm này sẽ biến mất. Ngươi sẽ vĩnh viễn không thể gặp Cửu Thiên Quyền Nữ. Ừ. Ta nhắc nhở ngươi, muốn thắng được trong trò chơi này là ngươi phải dứt bỏ tôn nghiêm. Trò chơi bắt đầu.